Kiều Oanh, vợ cũ cố diễn viên Duy Nhân hiếm hoi khoe ảnh hạnh phúc bên chồng con. Loạt khoảnh khắc mới nhất của vợ cũ cố diễn viên Duy Nhân nhận về nhiều lời chúc cũng như khen ngợi từ cư dân mạng. Duy Nhân sinh năm 1986, anh tình cờ đến với làng mẫu chuyên nghiệp từ năm 2007. Duy Nhân nhanh chóng trở thành gương mặt trẻ nhiều tiềm năng trong nghề người mẫu nhờ sở hữu gương mặt nam tính, có chất bụi bặm, vóc dáng chuẩn và chiều cao 1m81. Anh từng đoạt giải siêu mẫu ăn ảnh tại siêu mẫu Việt Nam 2009 và góp mặt trong một số bộ phim như Vó Ngựa Trời Nam, Siêu Mẫu Xì Trâm, Hồ Sơ Đen. Bên cạnh công việc ổn định, Duy Nhân cũng có tình yêu lãng mạn với cô vợ xinh đẹp Kiều Oanh. Hình ảnh cặp đôi như hình với bóng xuất hiện tại các sự kiện khiến ai nấy cũng đều ghen tị và mơ ước. Sau 4 năm hẹn hò, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2014. Thế nhưng chỉ hơn 3 tháng sau khi cưới, Duy Nhân phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu. Tháng 5 năm 2015, nam diễn viên qua đời ở tuổi 29 khiến nhiều người xót xa. Đặc biệt nhiều khán giả còn thương cho vợ trẻ của anh là Kiều Oanh. Sau 5 năm sống kín tiếng, Kiều Oanh, vợ cũ của cố diễn viên Duy Nhân đã chính thức đi thêm bước nữa trong sự chúc phúc của người thân bạn bè vào tháng 10 năm 2020. Ông xã Kiều Oanh tên là Đặng Hiếu, sinh năm 1988, là một doanh nhân trong lĩnh vực chứng khoán, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cả hai rất hiếm hoi chia sẻ ảnh bên nhau. Sau khi tổ chức đám cưới, Kiều Oanh mới thoải mái hơn để công khai dung mạo chồng. Trong tâm thư thông báo tái hôn, Kiều Oanh ngẹn ngào tâm sự. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai rồi cũng cần một bến đỗ để tựa vào nhau đến cuối cùng, có gì là không đúng. Mình chọn lựa và yêu thương người đàn ông chấp nhận và yêu thương trân trọng quá khứ của mình, thì tôi nghĩ chắc chắn không phải là điều sai rồi. Tôi không cần biết có bao nhiêu người ghét tôi ngoài kia, tôi chỉ quan tâm anh Hiếu thương tôi và thương luôn cả anh Nhân là tôi rất hạnh phúc rồi, khó có ai may mắn hơn. Theo lời vợ cũ cố diễn viên Duy Nhân, chồng hiện tại của cô vẫn dành sự tôn trọng và cảm mến dành cho người quá cố. Mặc dù đã có được hạnh phúc mới, tuy nhiên Kiều Oanh khẳng định, vui duyên mới cũng không bao giờ có thể quên người chồng vắng số. Cô thổ lộ gây xúc động, có những điều không phải không nhắc tới là đã quên, mà vì nó đáng được trân trọng hơn tất thảy nên tôi sẽ dùng cách giữ kín. Nhắc đi nhắc lại, nói ra hoài cũng là quá tầm thường. Càng quý thì càng được giấu kín, với tôi là vậy. Kết hôn được nửa năm, Kiều Oanh vui mừng thông báo đã mang thai con đầu lòng. Thời điểm đó, rất nhiều sao Việt đã vỡ òa gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ, vì sau tất cả những đau thương và mất mát, cô gái này xứng đáng có được hạnh phúc. Hiện tại, con trai Kiều Oanh cũng đã được gần 3 tuổi và trông rất đáng yêu bụ bẫm. Sau khoảng thời gian dài kín tiếng, Kiều Oanh dần thoải mái chia sẻ hình ảnh của gia đình lên mạng xã hội. Mới đây nhất, vợ cũ Duy Nhân đã tung bộ ảnh cùng chồng con theo gam màu trắng đen tối giản. Đây được xem là bộ ảnh gia đình đầu tiên của người đẹp. Cô cùng ông xã và con trai diện trang phục đơn giản nhưng khá chất. Điều gây ấn tượng là nụ cười luôn nở trên môi cả ba trong tất cả các bức ảnh. Phải thừa nhận sau khi sinh con, vợ cũ của Duy Nhân ngày càng nhuận sắc, cuốn hút và thần thái vô cùng sang chảnh. Cô chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng toát lên được những đường nét xinh đẹp và thanh tú trên khuôn mặt. Người hâm mộ và bạn bè gửi nhiều lời chúc phúc đến gia đình Kiều Oanh. Tất cả đều mong rằng sau những biến cố, cô đã tìm được sự an yên bên mái ấm của riêng mình. Vợ cũ Duy Nhân từng được ưu ái gọi là nàng thơ xứ Huế vì nhan sắc xinh đẹp mặn mà. Có khoảng thời gian làm người mẫu ảnh, nhưng sau khi trải qua biến cố thì cô rút khỏi làng giải trí và trở về làm mẹ hiền vợ Thảo. Được biết Kiều Oanh hiện đang kinh doanh online và chăm con nhỏ. Có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nên trông cô rạng rỡ, tươi tắn và trẻ trung hơn hẳn. Cộng đồng mạng cho rằng có lẽ nỗi đau trong Kiều Oanh đã dần vơi đi để người ra đi được yên lòng và người ở lại tiếp tục sống cuộc đời bình an.